Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Ngọ tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng này cực kỳ là hưng vượng. Cái chuyện tình cảm của bạn cũng có những cái bước tiến triển tích cực hơn so với tháng trước. Tháng này đối với bạn tuổi Ngọ, nếu như những bạn kinh doanh buôn bán thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cái cơ hội thu hút được khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ với bạn, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà luôn bạn tuổi Ngọ nhé. Thời gian này với bạn tuổi Ngọ cũng có không ít những cái khó khăn với đối thủ nặng ký, thế nhưng khi bạn đang có được thái âm cát tinh trợ lực thì bạn không phải lo lắng quá nhiều. Và bạn tuổi Ngọ, bạn có được cái sự tự tin vào cái năng lực của mình, cũng như là tự tin vào chất lượng sản phẩm mà mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới với mình nữa. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng 8 âm lịch này, cái chuyện tình duyên của bạn, những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh tuổi Ngọ cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể bị lụi tàn bất cứ lúc nào đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tháng 8 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi Ngọ về phương diện sự nghiệp. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng 8 âm lịch này, bạn đang chịu tác động của ngũ hành tương xung, cho nên ngoại cảnh là tác nhân khiến cho bản mệnh phiền muộn, căng thẳng. Thế nhưng nếu như bạn kiểm soát được cảm xúc của mình thì mọi việc lại thêm phần thuận lợi với bạn. Bước sang cái tháng 8 âm lịch này không hoàn toàn thuận lợi, nhưng chính lúc khó khăn lại là lúc làm cho bạn tuổi Ngọ tìm ra được ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình để tiếp tục cố gắng thêm nữa nhằm hoàn thành cái mục tiêu mà bản thân đã đề ra từ hồi đầu năm đó bạn tuổi Ngọ nhé. Nhìn chung với bạn tuổi Ngọ trong cái tháng 8 âm lịch này có nhiều việc được bạn mệnh hoàn thành, nhưng bạn vẫn đang bước tiếp trên cái con đường thấu hiểu chính mình. Tháng trung thu này mở ra cho bạn những cái cơ hội tiếp cận gần hơn với cái lĩnh vực tâm linh, sẽ rất thú vị nếu như bạn chịu khó tìm hiểu thêm và áp dụng vào cuộc sống của mình đó. Với bạn tuổi Ngọ, điều mà bạn mong đợi, một câu trả lời cho những cái vấn đề mà bạn đang trăn trở dường như sẽ không tìm đến với bạn ngay, mà đem lại cái sự hài lòng mà bạn mong muốn. Điều quan trọng chính là đặt ra những cái câu hỏi và sẵn sàng để lắng nghe thay vì những cái mối bận tâm cho riêng mình bạn tuổi Ngọ nhé. Có thể lời dạy không nằm ở đâu xa mà trong chính những cái điều bạn trông thấy hàng ngày, và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy tìm cách giải mã chúng, rồi bạn sẽ tìm ra những cái điều thú vị, rồi từ đó phát huy thêm cái năng lực hiện tại của mình đó. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi Ngọ về phương diện tài lộc. Các vận trình tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng 8 âm lịch này, việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh, buôn bán với bạn đang mở ra nhiều cái cơ hội mới cho bạn tuổi Ngọ. Thế nhưng bạn vẫn nên ưu tiên các hạng mục khuyên thủ thuộc cánh ôm đồm thêm quá nhiều bạn nhé. Tháng mới này, với những ai đang thừa thắng xông lên trong cái lĩnh vực của mình thì đang phát triển tốt sẽ càng tốt hơn, mở rộng thêm cái lĩnh vực mới, dù thế nào cũng ưu tiên phương án an toàn là hơn hết với bạn tuổi Ngọ đó. Tháng này đối với những bạn làm công ăn lương, tuy vẫn khó khăn trong cái việc gia tăng thu nhập, nhưng nhìn chung tiền bạc vẫn đủ đảm bảo cho cái cuộc sống cơ bản của bạn. Nếu muốn tìm cái phương hướng để đầu tư thì việc trước tiên của bạn vẫn là tiết kiệm cái đại mạng tuổi Ngọ nhé.
Tháng này với bạn tuổi Ngọ không có quá nhiều việc phát sinh nên bản mệnh không phải chi tiêu quá nhiều, mọi thứ đều nằm trong cái kế hoạch của bạn. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ, bạn có thể cảm thấy phiền phức khi ai đó muốn vay mượn bạn cái số tiền lớn. Bạn vừa không có để giúp họ nhưng cũng rất nghi ngờ về việc họ dùng tiền để làm gì đó. Về tử vi tháng 8 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi Ngọ về phương diện tình duyên. Về phương diện tình duyên của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng 8 âm lịch này, các mối quan hệ xung quanh nhìn chung vẫn còn gập ghềnh. Bạn cần kiên tâm và thư giãn để xử lý, đừng nổi nóng vì sẽ làm hỏng việc đó bạn nhé. Có những thứ không cần phải quá quan trọng, đúng sai. Hơn nữa, việc ai kể cho bạn thì nhớ giữ kín, đừng để mang tai tiếng về mình đó bạn nhé. Không ai muốn thân thiết với bạn nữa đâu đó. May mắn là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng mới này được cải thiện. Có thể trước đây hai người hy vọng về nhau quá nhiều nên thất vọng. Nay hai bạn đã thực tế hiểu rằng trên đời chẳng có ai là hoàn hảo cả. Mọi người đều tự đặt cho mình một cái giới hạn nào đó, và khi mọi thứ vượt ngưỡng, phá vỡ mọi giới hạn đề ra lúc ban đầu, bản thân sẽ rơi vào trạng thái đau khổ, đó hoàn toàn là cái điều không nên cho tới giờ bạn mới nhận ra đó bạn tuổi Ngọ nhé. Nhiệm vụ của bạn tuổi Ngọ trong cái tháng mới này là ở bên cạnh một nửa của mình, cùng nói chuyện và tìm hiểu những cái khó khăn của chàng để giúp nhau vượt qua chướng ngại vật ấy bạn nhé. Đối với những bạn còn độc thân trong cái tháng mới này, bạn tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần cho một tin tức bất ngờ từ người mà bạn thầm yêu mến đó. Về tử vi tháng 8 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi Ngọ về phương diện sức khỏe. Trong cái tháng mới này đối với bạn tuổi Ngọ về phương diện sức khỏe, bạn đang có được thực thần chiếu mệnh là có lời mời ăn uống tụ tập bạn bè khá chi là nhiều. Có thể là vì bạn tổ chức lễ trung thu với hết nhóm bạn này tới nhóm bạn khác, mỗi buổi như thế bạn ăn nhiều hơn và có cái dấu hiệu tăng cân với bạn đó. Nhìn chung tình hình của bạn tuổi Ngọ trong tháng mới này, sức khỏe của bạn lúc này khá chi là ổn. Bạn không quá tham công tiếc việc như trước và luôn cố gắng tìm cách cân bằng cuộc sống bằng việc dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý rồi đó. Trong các bữa ăn, bạn mệnh tuổi Ngọ nên chú ý ăn chậm lại, đó cũng là cách tốt để cải thiện sức khỏe. Ăn ít hơn, ăn chậm sẽ tốt hơn cho dạ dày của bạn, chưa kể cái việc này khiến cho bạn no nhanh hơn, tránh việc ăn nhiều dồn dập ngồi thở vì ăn quá nhiều đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ thay vì uống cà phê, bạn tuổi Ngọ có thể uống trà xanh để giữ tinh thần cho mình được tỉnh táo. Hơn nữa, những chất có trong trà xanh cũng rất tốt, có thể giúp cho bạn tiêu mỡ. Ngoài ra, chúng có chất chống oxy hóa cũng giúp bạn trẻ lâu hơn đó. Và bạn tuổi Ngọ, để cái vận trình của mình được tốt hơn, đối với bạn tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết nếu có tư duy may rủi trong cái chuyện tiền bạc thì với bạn sẽ khó có thể thoát nghèo nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc mau may mắn, màu hồng, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, nam la hầu, nữ kế đô, khẩu quyết có người khen ngợi và khuyến khích công việc của bạn đang theo đuổi. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nam kế đô, nữ thái dương, khẩu quyết dù bài học bạn nhận được là khá đau đớn nhưng đó lại là cái giá của sự trưởng thành. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu hồng. 4. Tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết lòng tham của bạn sẽ phải trả giá khi bạn bắt đầu mù quáng đó. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 5. Nhâm Ngọ thuộc mộc, nam la hầu, nữ kế đô,
khẩu quyết đừng nhân danh như điều tốt mà lợi dụng lòng tin của người khác bạn nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.